Bệnh viện đang có một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch bệnh COVID-19, nhất là với thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh viện lớn luôn trong tình trạng quá tải khi tiếp nhận bệnh nhân đến từ nhiều địa phương khác nhau, kể cả ở những vùng có ca bệnh COVID. Sáng nay, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó dịch bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp kiểm tra ứng dụng khai báo y tế mà bệnh viện tự thực hiện để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm, bớt thời gian chờ đợi, đồng thời phục vụ tốt nhất cho công tác sàng lọc, trích xuất dữ liệu, phục vụ cho việc phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Việc khai báo y tế, biết bệnh viện chúng tôi cảm thấy đây là một thách thức. Nếu chúng ta làm bằng giấy thì chúng ta sẽ vừa lãng phí giấy nhưng không có một giá trị gì. Nếu như cái mỗi ngày khoảng mấy ngàn người vào bệnh viện, chính điều đó đặt thách thức đó thì phòng công nghệ thông tin bệnh viện đã đưa ngay ra một cái phần mềm tự viết và chúng tôi sẵn sàng để chia sẻ và hướng dẫn cho các cái phần mềm này để làm cho cái công tác mà quản lý phòng chống dịch nó tốt hơn. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiểm tra các phương án kịch bản xử trí trong trường hợp phát hiện bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, đặc biệt là các khu vực đảm bảo an toàn cho bệnh nhân có sẵn bệnh lý nền phức tạp như bệnh nhân suy thận và các khu vực cách ly dành cho nhân viên y tế, những người cũng có nguy cơ lây nhiễm cao. Giai đoạn này thì vai trò của bệnh viện rất lớn. Thứ nhất là bệnh viện sẽ phát hiện những ca bệnh nó xuất hiện trong cộng đồng. Thì chính bệnh viện là nơi nếu chúng ta có cảnh giác tốt, có chuẩn bị tốt thì bệnh viện sẽ phát hiện ra, từ đó sẽ truy xuất ngược lại. Một trong những cái mục tiêu mà ngành y tế thành phố đưa ra là không để các bệnh viện trở thành một ổ lây lan trong môi trường bệnh viện. Điều đáng mừng là hầu như toàn bộ các bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đều đã duy trì hoạt động sàng lọc bệnh từ đầu mùa dịch đến nay. Vì vậy, trước những diễn tiến mới phức tạp của dịch bệnh hiện nay, các bệnh viện vẫn sẵn sàng và chủ động trong phòng và chống dịch COVID-19. Đây chính là điểm tựa vững vàng cho việc ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại trong cộng đồng.